vì sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm phải vội sang thăm Trung Quốc. Chỉ 15 ngày sau khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm đã nhanh chóng bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tô Lâm trên danh nghĩa Tổng Bí thư của Đảng và Chủ tịch nước. Giới quan sát đặt câu hỏi, vì sao tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phải vội vàng sang thăm Trung Quốc đến như vậy? Trong khi đối với các lãnh đạo Việt Nam trước đây như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc thường mất khoảng 6 tháng để mà chuẩn bị. Giới quan sát trong và ngoài nước đánh giá, ban lãnh đạo Bắc Kinh dường như không tin tưởng Tô Lâm. Chỉ trong ngày đầu tiên khi Tô Lâm tổng diễn kiến ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại cái gọi là mối quan hệ đồng chí anh em sâu sắc giữa ông và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng đây là chỉ dấu cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình muốn khuyến cáo Tô Lâm chớ có đi chệch con đường của người tiền nhiệm, nhất là trong bối cảnh có nhiều biểu hiện cho thấy ông Tô Lâm đã không ngần ngại xuất hiện cùng với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật được đánh giá là mang tư tưởng cải cách trong một số sự kiện quan trọng. Việc ban lãnh đạo Bắc Kinh không ưa Tô Lâm chắc chắn có liên quan đến việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngay sau chuyến thăm Trung Quốc đã bị ông Tô Lâm truất chức. Đây là hành động được dư luận Việt Nam đánh giá là cái tát trời giáng với Vương Đình Huệ và là vuốt mặt không nể mũi với ông Tập Cận Bình. Vào cuối tháng 7 năm 2024, sau những đồn đoán về việc Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư, truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc đã cho máy bay do thám từ đảo Hải Nam xâm nhập dọc bờ biển Việt Nam hai lần. Phân tích cho rằng Trung Quốc ngầm gửi lời đe dọa đến Tô Lâm. Ban lãnh đạo Trung Quốc đã cố gắng tỏ ra khá trọng thị khi tổ chức lễ đón cấp nhà nước dành cho Tô Lâm với sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Nước chủ nhà Trung Quốc cũng cho bắn 21 phát đại bác và chào mừng người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam. Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc có ý diễn giải các tuyên bố của Tô Lâm trong chuyến thăm này theo cách nói với hàm ý bất lợi cho Việt Nam và có lợi cho Bắc Kinh. Có một sự bất thường trong chuyến thăm này khi Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam không bay thẳng đến Bắc Kinh trong ngày đầu tiên. Như thông lệ, ông Tô Lâm và đoàn đã ghé thăm thành phố Quảng Châu, mà theo truyền thông của Trung Quốc giải thích, ông Tô Lâm đi thăm một số địa phương nơi ông Hồ Chí Minh từng tiến hành các hoạt động cách mạng khi đang ở Quảng Châu. Đó là một trong lý do vì sao mạng xã hội Việt Nam đánh giá rằng Trung Quốc coi thường Việt Nam nói chung và Tô Lâm nói riêng, kể cả việc Bắc Kinh bố trí Ngoại trưởng Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị đón Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay là điều không xứng đáng với nghi thức. Trên mạng xã hội Việt Nam có nhiều ý kiến nhận xét rằng không biết lý do gì, nhìn những hình ảnh truyền thông hai nước công bố cho thấy ông Tô Lâm tỏ ra căng thẳng và không được vui. Việc Tô Lâm nhanh chóng sang thăm Trung Quốc được cho là nhằm thể hiện sự tôn trọng và cũng có thể là xoa dịu Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển. Được biết, trong tháng 9 tới đây, Tô Lâm dự kiến sẽ đến Hoa Kỳ để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có khả năng sẽ gặp Tổng thống Biden của Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Báo Chấm D với bản tin vì sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm phải vội vàng sang Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao loạt đệ tử ruột trá hàng chủ lại của Ba Dũng, thời Tổng Trọng đã không bị lộ? Theo giới phân tích, việc một cựu thủ tướng đã trở thành chấp chính là điều không thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc ông Ba Dũng nhiều lần xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm trong một số sự kiện chính trị cho thấy cựu Thủ tướng Ba Dũng vẫn đang giữ vai trò quân sư hay cố vấn và chắc chắn có ảnh hưởng trên chính trường. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ một ý kiến được cho là cựu Thủ tướng đóng góp với ông Tô Lâm rằng muốn chống tham nhũng, lãng phí thì phải chống bằng thể chế, cơ chế, chứ không phải bằng đốt lò. Điều này được đánh giá là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với xu thế của thời đại. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng cho rằng các nhân vật chủ chốt còn lại sau cuộc chiến quyền lực là Tô Lâm
Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang đều là ba đệ tử ruột của ông Ba Dũng. Đây là những người vẫn còn trụ lại và tiếp tục leo cao dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Một câu hỏi đặt ra là vì sao hàng loạt đệ tử ruột của Ba Dũng trá hàng để trụ lại ở thời Tổng Trọng mà đã không bị lộ? Phải chăng chính điều này đã khiến ông Tô Lâm tỏ ra rất tự tin và đánh đâu thắng đấy? Tứ trụ hiện nay cho là toàn những người của ông Ba Dũng cả, gồm Tô Lâm, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ông Mẫn thì quê Cần Thơ, là một đệ tử của Ba Dũng và Phạm Minh Chính. Điểm lại các sự kiện mới đây cho thấy, sau khi tướng Lương Tam Quang nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công an, giới thạo tin đã có các ý kiến khẳng định rằng cuối tháng 7, đầu tháng 8 này sẽ có tin rất quan trọng của quốc gia. Nếu nhìn lại, có lẽ đó là sự kiện Chủ tịch nước Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư. Ông Ba Dũng được đánh giá là rất cao tay. Khi còn cầm quyền, ông áp đảo Tổng Trọng tại khóa 11 và đã chọn tướng Phan Văn Giang để bồi dưỡng kế nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo giới quan sát, tướng Giang là tiến sĩ khoa học quân sự, giao tiếp tiếng Anh tốt, có uy tín cao trong quân đội và là một tướng lĩnh có tầm nhìn chiến lược quân sự hiện đại. Kết quả tại các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như Quốc hội, đại tướng Phan Văn Giang luôn nằm trong số ít lãnh đạo nhận được tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao trên 95%. Đồng thời, quân đội Việt Nam dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã được quy hoạch sắp xếp lại và được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Từ 4 quân đoàn, nay sát nhập chỉ còn có 2 quân đoàn và sẽ hoàn tất trong tháng 8 năm 2024. Còn nhớ năm 2014 xuất hiện loạt bài 12 phần với tiêu đề "Ai đang làm khánh kiệt đất nước" trên mạng xã hội. Có nguồn tin tiết lộ tác giả Dương Vũ của bài viết này chính là Thượng tướng Công an Bùi Văn Nam, một vị tướng duy nhất còn được trụ lại sau đại hội lần thứ 12 khi Tổng Trọng sắp xếp lại nhân sự Bộ Công an. Được biết, vào năm 2019, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã tổ chức một cuộc họp bí mật tại khu biệt thự Vinhome, Long Biên. Cuộc họp bao gồm các nhân sự thuộc danh sách hậu Nguyễn Tấn Dũng với mục tiêu chuẩn bị cho thế lực chính trị của ông Ba Dũng quay trở lại. Người ta không hiểu lý do gì mà Tổng Trọng đã không đề phòng để có một kết cục như ngày hôm nay. Xin nhắc lại, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là một thủ trưởng cũ của ông Tô Lâm, từng thư ký riêng. Tướng Hưởng từng được đánh giá là người có mưu mẹo khôn lường, đã từng làm cho Tổng Trọng thất điền bát đảo trong nhiệm kỳ đầu tiên 2011-2015. Việc ông Trọng không thể xử lý kỷ luật được ông Ba Dũng là nhờ công tham mưu của tướng Hưởng. Chính vì thế, vào năm 2013, thông tin cho biết Tổng Trọng của Bộ Chính trị đã ép Ba Dũng phải cho tướng Hưởng nghỉ hưu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin "Vì sao loạt đệ tử ruột trá hàng trụ lại của Ba Dũng thời Tổng Trọng không bị lộ". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.